Sri là triết gia vĩ đại nhất của thời đại này. Ông ấy đã hoàn toàn bị giới Hàn Lâm quên lãng, bỏ qua bởi những lý do nào đó. Lý do là cho dù việc đọc Sri có làm cho bạn cảm thấy rằng bạn không nhận biết và bản thân ông ấy cũng chưa là vị Phật, nhưng ông ấy vẫn sẽ tạo ra tình huống rất bối rối cho bạn. Nếu ông ấy đúng, thế thì bạn đang làm gì? Thế thì sao bạn lại không thám hiểm các chiều cao của bản thể? Freud đã được chấp nhận với sự chống đối lớn lao, nhưng cuối cùng ông ấy đã được chấp nhận. Free thậm chí còn chưa được chấp nhận. Trong thực tế chẳng có đối lập nào với ông ấy cả. Ông ấy đơn giản bị bỏ qua. Lý do thật rõ ràng. Freud nói về cái gì đó bên dưới bạn, cái đó không gây bối rối lắm. Bạn có thể cảm thấy thoải mái biết rằng bạn có ý thức và dưới ý thức của bạn có tiềm thức, vô thức và vô thức tập thể. Nhưng những trạng thái này là dưới, bạn ở trên đỉnh, bạn có thể cảm thấy thoải mái. Nhưng nếu bạn nghiên cứu Sri, bạn sẽ cảm thấy bối rối, bị chọc giận bởi vì có những trạng thái cao hơn bạn. Bản ngã của con người không bao giờ muốn chấp nhận rằng có bất kỳ cái gì đó cao hơn mình. Con người muốn tin rằng mình là đỉnh cao nhất, cực đỉnh, đỉnh Everest, rằng không còn gì cao hơn anh ta. Con người cảm thấy thoải mái với việc chối bỏ vương quốc riêng của mình, chối bỏ các đỉnh cao của riêng mình. Bạn cảm thấy rất thoải mái, nhìn cái ngu xuẩn của nó mà xem. Phật đúng, ông ấy nói kẻ ngu ngủ dường như là đã chết, nhưng người chủ tỉnh thức và người ấy sống mãi mãi. Nhận biết là vĩnh hằng, nó không biết đến cái chết, chỉ vô nhận biết mới chết. Cho nên nếu bạn vẫn còn vô ý thức, còn ngủ, bạn sẽ phải chết lần nữa. Nếu bạn muốn gạt bỏ toàn bộ khổ sở của việc sinh ra và chết đi, lặp lại mãi, nếu bạn muốn gạt bỏ bánh xe sinh tử, bạn sẽ phải trở nên tuyệt đối tỉnh táo, bạn sẽ phải đạt tới đỉnh cao hơn và cao hơn nữa trong tâm thức. Những điều này không được chấp nhận trên nền tảng trí năng. Những điều này phải trở thành kinh nghiệm, những điều này phải trở thành sự tồn tại. Tôi không bảo bạn phải bị thuyết phục về mặt triết lý, bởi vì thuyết phục triết lý chẳng đem lại gì cả, không thu hoạch được gì. Việc thu hoạch thực sự chỉ tới khi bạn nỗ lực lớn để đánh thức bản thân mình. Nhưng những bản đồ trí tuệ này có thể tạo ra ham muốn, khát khao trong bạn, có thể làm cho bạn nhận biết về tiềm năng, về khả năng, có thể làm cho bạn nhận biết rằng bạn không phải là điều bạn dường như đang là, bạn còn nhiều hơn thế nữa. Kẻ ngu ngủ dường như là đã chết, nhưng người chủ thì tỉnh thức và người ấy sống mãi mãi, người ấy quan sát, người ấy trong vắt. Những lời phát biểu đơn giản và đẹp đẽ, chân lý bao giờ cũng đơn giản và đẹp đẽ. Nhìn vào tính đơn giản của hai lời phát biểu này, nhưng chúng hàm chứa làm sao thế giới trong thế giới, vô hạn thế giới, người ấy quan sát, người ấy trong vắt. Điều duy nhất cần phải được dạy là quan sát, quan sát, quan sát từng hành động bạn làm, từng ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí bạn, quan sát mọi ham muốn, cái chiếm giữ bạn, quan sát ngay cả những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, bước, nói, ăn, tắm. Bạn cứ quan sát mọi điều để mọi điều trở thành cơ hội cho việc quan sát. Bạn đừng ăn một cách máy móc, đừng chỉ tổng thức ăn vào miệng, hãy quan sát, nhai thật kỹ và mang tính quan sát. Bạn sẽ ngạc nhiên là từ trước tới giờ bạn đã bỏ lỡ bao nhiêu điều, bởi vì mỗi cái nhai sẽ cho bạn sự thỏa mãn vô cùng. Nếu bạn ăn một cách có quan sát, thức ăn trở nên ngon hơn, ngay cả thức ăn thông thường cũng ngon nếu bạn có quan sát. Nếu bạn không có tính quan sát, bạn có thể ăn những thức ăn ngon nhất nhưng sẽ chẳng có mùi vị gì trong đó cả, bởi vì không có ai quan sát. Bạn đơn giản cứ tổng thức ăn vào mình, ăn từ tốn, có quan sát, mỗi lần cắn đều nhai kỹ, nếm kỹ, ngửi, chạm, cảm thấy cơn gió thoảng qua, tia sáng mặt